lên đường. Và ngày hôm nay thì ở đây đó là một chiếc bàn Yamaha 01V96 em Lĩnh gửi tới anh Mừng Tấn tại Khoái Châu Hưng Yên đó. Và mời các bác cùng đón xem video, em Lĩnh sẽ giới thiệu luôn và hướng dẫn cho các bác cách sử dụng, cũng như là hướng dẫn để cho gửi đến cái hình ảnh, cái video để cho anh Mừng Tấn tại Hưng Yên để cho các bác dễ sử dụng các bác nhé. Thực ra thì những cái bản số này nó cũng rất là dễ sử dụng các bác, rất là dễ sử dụng. Thật em trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn. Hello, xin chào toàn thể các bác, tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của em Lĩnh GVL Nam Định. Xin mời các bác cùng quay trở lại với một video hàng lên đường. Và ngày hôm nay thì ở đây đó là một chiếc bàn Yamaha 01V96 em Lĩnh gửi tới anh Mừng Tấn tại Khoái Châu Hưng Yên đó. Và mời các bác cùng đón xem video, em Lĩnh sẽ giới thiệu luôn và hướng dẫn cho các bác cách sử dụng, cũng như là hướng dẫn để cho gửi đến cái hình ảnh, cái video để cho anh Mừng Tấn tại Hưng Yên để cho các bác dễ sử dụng các bác nhé. Thực ra thì những cái bản số này nó cũng rất là dễ sử dụng các bác, rất là dễ sử dụng. Cái quan trọng nhất là bọn em đã set up cây gốc ra rồi, và khi trong quá trình sử dụng thì về nhà các bác thì các bác sẽ thêm nếm thôi, sẽ chỉnh chọt mặn nhạt và giòn các bác đó, cũng không quá là mình cứ nghĩ là bản số là nó khó sử dụng, không phải vậy nhá, cũng rất là dễ, em thấy nó rất là đơn giản thôi đó. Và đây sau đây thì mời các bác cùng quay trở lại với chiếc bàn này đó. Và giới thiệu qua một chút thì bác Mừng Tấn tại Hưng Yên thì bác ấy ủng hộ em một chiếc đẩy crown 5000 HD rồi. Bác ấy thì ở cạnh nhà bác Viên thì ủng hộ em một cấu hình rất là VIP các bác nhé. Và hiện tại thì em đang hoàn thiện nốt cấu hình đó cho bác Viên. Bác Viên thì chưa dừng lại ở đó, thì mời các bác đón xem những một vài ngày tới thì em Lĩnh sẽ có mặt tại Hưng Yên và hỗ trợ các bác đấy. Ok các bác nhé, và quay trở lại với video thì đây, trước mặt các bác đây là chiếc bàn Yamaha 01V96 ngày hôm trước cập bến về, và trong tình trạng là đẹp like new các bác nhé. Đẹp like new luôn các bác. Chỉ gần như là thiếu một cái hộp xốp thôi, em Lĩnh đã có lên video và test tất cả mọi thứ hoạt động cho các bác rồi. Rất là mượt mà, đây các bác nhé, các bác có thể nhìn thấy này. Đó, đã có những cái video test cho các bác rồi. Và ngày hôm nay thì em hướng dẫn qua để cho các bác tiện sử dụng nhé. Và đây, tổng quan đây. Đó, thì các bác nhìn đây là phím home này. Phím home này các bác nhé. Đó, phím home đây là sẽ là tổng, tức là khi các bác dùng thì cái đèn home này nó sẽ sáng này. Đó, thì mình ấn home này. Home này là nó là tổng của gain tổng này, và gain nhạc này, và gain của mic. Đó, đây là gain tổng này. Nếu em gạt gain tổng về thì tất cả nhạc và mic là sẽ không còn. Đó, khi các bác dùng thì các bác cứ đẩy lên đến số 5 đây. Đó, còn bao nhiêu là chúng ta đẩy gain ở đây, phần đây là phần nhạc này. Ví dụ em cài line 11 và 12. 11 và line 12 đây các bác nhé, là em cài link nhạc. Đó thì là nhạc đây, hai đường nhạc đây. Đó, to nhỏ này các bác. Đó, to nhỏ thì các bác điều chỉnh ở đây nhé. Và đây là link là em set đường 1, đó là mic nhé. To nhỏ của mic đây. To nhỏ của mic đây các bác nhé. Đó. Thì với điều kiện là đường tổng đấy là đường tổng gain, thì các bác phải nhớ là nó là home nhá. Đó, home. Đó, thì các bác sẽ chỉnh gain.
tổng của ba cái, ba thứ, đó là gain tổng, gain nhạc và gain của mic. Đó. Ví dụ giờ hôm này, ví dụ các bác muốn to nhỏ nhạc này. Đấy. Nhỏ này, rất đơn giản đúng không? Ví dụ mic đây, micro đây. In. Đấy. Các bác cứ cho từ từ lên thôi, tầm nào các bác cảm thấy nó ok là các bác dừng ở đó. Đó. Cái bàn, khi chúng ta dùng bàn thì chúng ta phải cẩn thận, nó không như con vang số là nó khóa hết, nhưng con bàn này là các bác phải lưu ý, các bác phải từ từ. Đó, đến cái tầm nào, cái ngưỡng nào các bác cảm thấy nó ok là, chứ không chúng ta quá đẩy kiên quá mạnh lên, quá nhanh quá mạnh lên là nó sẽ gây ảnh hưởng đến, nhiều khi nó cháy loa quá nhá. Đó. Cái dùng cái bàn thì nó có cái nhược điểm như vậy. Thì cảm thấy ok rồi thì có dừng, còn to quá thì có giảm về. Đấy, ví dụ vậy. Ê, ê, ê. Đó. Ê, ê, ê. Ê. Đó, như này là ok. Đấy, giới thiệu. Còn ví dụ đây nhá, tất cả các đường này này, các bác có thể nhìn thấy nó sáng này. Đó. Nó sáng này các bác này, đó. Thì ví dụ như là em muốn mute cái này. Em muốn mute kênh 1 là mic đây, em ấn đây. Đó, thì là nó sẽ không phát ra nữa các bác nhá. Có khi em dùng thì em 1, 2. Nhạc cũng thế. Nhạc cũng thế. Đó. 11, 12 là kênh nhạc thì em link vào với nhau các bác nhé, link vào với nhau. Đó. Ấn 1 số là nó sẽ tắt cả hai luôn. Đó. Ấn lên là sẽ kêu. Ok, rất đơn giản thôi. Và đây, ví dụ như phần effect của đường micro các bác nhé. Đường effect của micro thì lúc này là chúng ta không ở home nữa. Không ở home nữa mà bác ấn phím 5. Yến AUX 5 này, em lĩnh cài là AUX 5 này. AUX 5 thì là nó là fake nhưng giả vợt nha các bác nhá. Vợt này. Bác ấn vào AUX 5. AUX 5 thì là cái số 1 đây là nó còn không phải là bây hiện tại. Cái đèn AUX 5 này nó sáng thì cái đường 1 này nó không còn là gain to nhỏ của tiếng mic nữa mà nó là gain to nhỏ của cái vợt. Giả vợt đấy các bác đây nhá. Ví dụ nhá, em alo thì các bác sẽ hiểu ngay này. 1 2 6. Đó, ví dụ các bác thấy nó nhiều vợt thì các bác giảm về này. 1 2 1 2 1 2. Đó. 6 6 6. Đó, tức là các bác có theo ý thích của mình. Các bác hát nhiều thì các bác đẩy lên nhiều, vừa ít thì các bác ít, tùy từ sở thích của các bác. Đó là phần giả vờ các bác nhé. Và khi nếu mà các bác hát echo thì đây, các bác lại phải ấn vào AUX 6. Đó, thì trong tài AUX 6 là phần echo nhé các bác nhé. Thì cái phần echo này vẫn là số 1 đây, thì các bác lại đẩy lên số 1 lên, nhiều hay ít thì lại các bác lại đẩy lên. Đó, 1, 2, 6, 7. Đấy, rất đơn giản thôi. Gạt về 1, 2, 2, 6. Thì các bác lúc đấy các bác chỉ hát dẻo vợt không. Đó, như em lính thì em lính không hát, thì em lính không hát echo. Đó, như các bác thì tùy. Mỗi người, kể cả chúng ta khách khứa vậy, chúng ta hát thì tùy được khách. Thì các bác có thể điều chỉnh được nhiều hay ít là do mình các bác nhé. Đó, khi chỉnh xong rồi ok rồi, các bác lại ấn là home. Ấn nút home nó sáng này. Home nó sáng thì là cái đường 1 thì nó lại, bây giờ nó lại là gain to nhỏ của mic các bác nhá. Nhớ lưu ý. Này, 1 2 2 đó. 1 2 đấy. 5, các bác ấn 5. Ấn 5 thì nó là tiếng vợt. 1, 2, đó. Ấn 6 là echo. 6 là echo. Đó, 6 là echo. 1, 2. Nó sẽ lưu lại hết các bác nhá. Nó sẽ lưu lại hết. Ví dụ echo giờ em để số 15 này. Thì nhá, nó sẽ lưu lại. 1, 2. Ví dụ em để số 15 này, nó sẽ lưu lại. Đó. Đây này các bác nhìn này. Khi em trở ra nhá, trở ra home này, và khi em ấn lại echo này, ấn 6 echo này, nó vẫn là ở 15 này. Đó, các bác thấy không? Đó. Ok nhá.
Đó là phần về gain tổng và phần effect. Cái thứ ba nữa, ví dụ mà các bác muốn chỉnh EQ chẳng hạn vậy, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây các bác ở nhìn ở phần bàn phím đây, nó có chữ EQ này, equalizer này, đó. Thì đây nhá, các bác ấn vào đây, đó, ấn vào đây nhá. Ấn home này. Tức là khi mình muốn chỉnh cái gì thì mình vào home đã, xong bắt đầu mình giờ mình chỉnh sang phần EQ này thì mình ấn home này, xong mình ấn sang EQ này, đó thì các bác thấy màn hình này. Ở màn hình đây nó sẽ hiển thị lên phần EQ đây nhá các bác nhá. Thì các bác có thể nhìn thấy này, đây là những cái giải tần này. Ví dụ như là hai, đó là tép này, hai hai min này, đó, low min này, low này, đó là đấy. Đấy là nó phân biệt ra rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu luôn. Ví dụ giờ các bác muốn chỉnh EQ của nhạc đúng không? EQ của nhạc đúng không? Thì các bác ấn vào phần home này, các bác ấn vào phần EQ này, xong các bác ấn vào phần chữ set đây nhá. Chữ set. Đó, của số 11 hoặc số 12, vì em Lĩnh đang cài cái đường nhạc nó ra số 11 và số 12 mà. Thì các bác ấn set vào đây. Đó, ấn set vào đây thì các bác nhìn phần EQ này. Đó, phần EQ, ví dụ giờ em muốn chỉnh cái giải tép đúng không? Nó đang ở phần dương 2 đây các bác nhá. Nó đang ở phần dương 2 này. Cộng 2 này, 0,2 này. Xin lỗi các bác, 0,2 dB nhá các bác nhá. Đó, ví dụ giờ em muốn chỉnh cái giải tép của phần nhạc lên. Đó. Đây nhá. Đây này, thì nó đang nháy ở đây các bác, đang nháy ở cái phần phần giải tép đây. Thì các bác sẽ xoay cái phím này. Xoay cái phím này. Xoay lên thì nó sẽ tăng lên và giảm về thì nó sẽ là giảm về các bác nhá. Ví dụ này, giảm về em Lĩnh giảm về nhá. Đó. Trầm luôn đúng không? Hết tiếng ban luôn đúng không? À hết tiếng tép luôn, xin lỗi các bác. Đó, và các bác muốn tăng lên thì đây, theo ý thích của các bác lại xoay lên. Đó, cứ xoay lên nó sẽ lên. Đó, thấy không ạ? Và cái phần EQ này nó cũng tăng lên cho các bác để các bác dễ nhìn này. Đó. Tất cả nó đều là vừa phải thì nó sẽ hay các bác nhá. Các bác cũng đừng nên tăng nhiều quá. Đó. Ví dụ các bác muốn chỉnh cái phần 2 min chẳng hạn vậy. Thì các bác ấn cái đây, bốn phím di chuyển đây. Đó, các bác di chuyển sang. Đó, di chuyển sang, đang em đang để âm này, 4.7 này. Chúng ta muốn tăng cái giải 2 min lên thì các bác lại xoay lên. Đó, em lại xoay lên này, đấy. Phần EQ nó cũng thay đổi luôn này. Và cái số này nó cũng thay đổi luôn này, đó. Ok chưa? Rất đơn giản thôi. Các bác đấy, phần low min và phần low giải bass nó cũng như thế các bác nhá. Ở phần bên trên, phần giữa đây là nó phần cắt này. Đó, em Lĩnh đang cắt từ 125 này. Đấy, ví dụ thế. Rất đơn giản thôi. Và còn phần mic cũng thế. Phần mic thì em đang cài cho anh Mừng là nó là số 1 các bác nhá, số 1 này. Đó thì là bây giờ muốn set EQ của mic thì các bác lại ấn chữ set ở số 1. Đó, thì đây EQ của mic thì khác nhá, đó. Đúng không ạ? EQ của mic thì em Lĩnh đang cắt từ 75 Hz trở lên. Các bác có thể nhìn thấy này, giải low này. 75 Hz trở lên và đây low min, high min và 2, đó là giải tép, giải cao. Đó, cũng rất là đơn giản. Ví dụ giờ em muốn chỉnh cái giải tép của mic này thì em phải ấn cái nút này sang cho nó nháy sang. Đó, cho nó nháy sang phần đấy. Xong em xoay lên xuống là tùy mình các bác nhá. Đó. Các bác chỉnh làm sao cứ phải từ từ cho nó làm sao nó hợp lý, cảm thấy nó ok rồi thì thôi. Đừng có tăng quá nhiều quá hay là ấy, nó sẽ gây ra rú rít các bác nhá. Đó. À, khi chúng ta chỉnh xong hết rồi thì các bác ấn về home. Đó, về home này. Về home thì nó lại sẽ ra tổng ban đầu nha các bác nhá. Về home, nút home sáng. Tức là lúc đấy là tất cả những cái này nó sẽ là gain tổng. Đây là gain tổng. Đây là phần nhạc. Đây là phần gain to nhỏ của mic. Đó, các bác thấy không ạ?
Đây là một dãy đèn mute. Các bác thích on thì các bác ấn lên, sáng lên là sẽ hoạt động. Còn không muốn cho nó hoạt động thì tắt đi. Kênh nào cũng thế các nhá. Đó. Đó. Ok chưa? Rất đơn giản đúng không? Rất đơn giản. Home này. To nhỏ tổng này. To nhỏ nhạc này. To nhỏ mic này. Đó. Đúng không ạ? Muốn chỉnh effect. Muốn chỉnh effect của Mikazo này. Thì chúng ta ấn vào AUX5 này. Đó, AUX5 này. Thì cái cần một này bây giờ nó là gì vợt các bác nhé. Cái cần một này nó là gì vợt. Đó, to nhỏ của gì vợt. Và ấn AUX6 này. Thì cái này nó là đẩy lên, nó là echo các bác nhé. Đó, rất đơn giản thôi. Khi chúng ta chỉnh xong thì các bác lại ra home. Ra home thì đây. Home thì đó, home thì nó lại ra tổng của các gain. Gain của mic, của nhạc và đường tổng các bác nhé. Ok. Rất đơn giản thôi, và cần gì hỗ trợ thì các bác có câu hỏi thì cứ alo cho em Lĩnh. Em Lĩnh sẽ có những giải đáp và có những giải đáp thắc mắc cho các bác nhé. Thực ra những cái bàn này bọn em đã set sẵn rồi. Set sẵn các chức năng các chức năng rồi. Các bác về các bác chỉ thêm bớt thôi. Thì những cái phần thêm bớt như vừa rồi đấy thì em Lĩnh đã giới thiệu cho các bác rồi. Đó, có điều gì mà em Lĩnh truyền đạt mà các bác chưa hiểu rõ lắm thì kết nối Zalo với em sẽ chỉ cho các bác nhé. Có nhiều khi sự truyền đạt của em nó không tới chẳng hạn vậy thì các bác sẽ chưa hiểu ra được, ví dụ thế. Mong các bác thông cảm. Ok các bác nhé. Và sau đây thì em Lĩnh sẽ dán tem bảo hành và sẽ gửi xe khách lên trên cho trên khoái châu cho anh xe máy Mừng Tấn các bác nhé. Nhà anh ấy bán xe máy. Cảm ơn các bác đã rất nhiều. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em Lĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nhé.